Hi, xin chào tất cả các anh em đang xem video. Thì hôm nay shop lại tiếp tục giới thiệu đến anh em lô ná của tháng 5 năm 2021. Thì như anh em đều theo dõi thì biết thì phải tận đến 4 tháng sau mới có một lô ná kế tiếp, có nghĩa là năm 2021 này chỉ có lô ná tháng 1 và lô ná của tháng 5, còn những tháng kia là chưa có, bởi vì cái gỗ trắc này bây giờ nó khá là hiếm cho nên là thi công nó cũng khá là lâu. Thì trước khi đi vào video thì tôi xin giới thiệu một số cái phụ kiện. Thí dụ như anh em nào muốn mua da, mua thun, thì thun như thế này là 50.000 một bộ, gắn cho một ná như thế này nha. Thun này là thun ép hai lớp rất là dày, anh em có thể nhìn thấy. Đó, thun ép hai lớp rất là dày. Cổ ngang của nó là khoảng 1,5 cm. Cắt bằng cắt tay, cắt thủ công. Thun có da sẵn như thế này, 50.000 một bộ nha. Còn đây, đây là cái túi để ná, thì anh em nào có nhu cầu mua thì mua luôn. Cái túi ná này cũng giá là 50.000 đó. Chúng ta có thể dễ dàng bỏ cái ná vào trong đó, nha, và đóng nắp lại đó. Có dây đeo đó, dây đeo vô hông cũng như quai đeo trên tay. Đây là cái túi ná, thì anh em nào có nhu cầu mua thì mua luôn đó, 50.000 nha. Rồi, chúng tôi sẽ trực tiếp đi vào video ngày hôm nay với 12 cây ná trắc ngày hôm nay. Đều là hàng tuyển chọn đẹp cho anh em. Đó, tôi sẽ sắp theo thứ tự từ cây nhỏ đến cây lớn. Thì anh em nào có những cái sở thích mà mua những cái cây nhỏ hay tay nhỏ để anh em dễ dàng sử dụng thì chúng ta lưu ý những cây ở phần đầu nha. Cây đầu tiên trong ngày hôm nay là cây mã số là T448, thì anh em lưu ý cái mã số như thế này để chọn cái cây. Anh em thích cây này thì cứ đọc T448. Đó, giá của nó là 260.000, giá chưa bao gồm tiền phí vận chuyển nha anh em. Đó, tiền phí vận chuyển khách mua tự trả, chỉ khi nào khách mua hai ná trở lên thì chúng tôi mới bao phí vận chuyển, còn khách vận chuyển anh em tự trả. Đó, đây là cây trắc rất là đẹp ha, nó rất là gọn nhẹ. Tiếp đến là cây T449, giá cũng 260.000, cả lô này giá bằng tiền nha, giá chưa bao gồm tiền ship. Cây này là cây trắc đỏ đen, nhìn rất là đã luôn. Anh em hãy nhìn cái vân của nó, kín luôn ấy. Nó là cây vân của cái cây này kín luôn ấy. Đã chưa, tay nhỏ nha. Đây là cây T450 đó. Cây này là cây trắc đỏ, đỏ sáng với những cái chỉ màu đen đó. Cái cây này là cái rễ của cây trắc. Anh em thấy cái phần này, cái cây này thì được cái là cái cán này dài, cầm rất là dễ, cây cán dài. Đó, cây này cũng thuộc loại là tay nhỏ nha, tay nhỏ. T451, cây này là gần như là đỏ đen mà đen nhiều hơn đỏ. Đó, nó có vằn tròn này rất là đẹp nè anh em. Ná gỗ trắc, gỗ tự nhiên này thì cả trăm cây cả ngàn cây thì không cây nào giống cây nào, bởi vì cái vân chỉ này nó giống như cái vân ngón tay của chúng ta thì không có ai trùng với ai. Mấy mươi triệu người Việt Nam cũng như hàng tỷ người trên thế giới cũng không thể nào trùng nhau được. Cái gỗ tự nhiên nó cũng là như thế. Tiếp là cây T452 nha. Đó, cây này màu đen, đằng trước của nó rất là bóng luôn nè. Đó, đã chưa. Đó, cây này gần như nó đen gần như hết luôn ấy. Cây này nó đen khoảng 70% rồi nè. Anh em thấy ha, rất là bóng. Cây này bóng đã, màu đen thì bao giờ nó cũng luôn bóng ha. Tiếp đến là T453, này là trắc đỏ nha anh em, đỏ sáng rất là đẹp nè. Giá 260, chưa có tiền ship. Cây này là 454. Cây này thì được cái phách nó rộng cho nên là bóp cái eo cũng như là làm cái ngực của nó bầu ra nhìn như lực sĩ. Đó. Cái này nó cũng dạng là một cái rễ, làm cái eo này nó to, nó bó lại và cái này nó bầu ra như lực sĩ. Cái cây này dòm nó rất là vạm vỡ nha. Trắc đỏ T455. Đó.
Cây này anh thấy cái văng đã chưa? Bảo đảm với anh em là anh em tìm 1.000 cái, 100 cái, triệu cái, không có cái nào mà cái văng nó phải giống nhau được, hai cái ná mà nó có thể lộn với nhau được. Văn của nó là văn tự nhiên, còn ná mà nó gỗ nhân tạo thì tất nhiên cái văn của nó 10 cái như một. Wow, cây này bóng ghê chưa? T456, cây này rất bóng nha nè, cây này rất bóng nè. Cây này nó đỏ đen mà nó có dạng như cà phê sữa, nó có dạng như cà phê sữa, một cái màu rất đẹp, màu rất là sang. Đó, gần như là gọi là màu nâu. Ở đây nó có rất là nhiều cái văn ẩn ở bên trong nè, mà nhìn qua điện thoại chúng ta có thể khó mà thấy được những cái văn ẩn ở bên trong. Ở phần này rất là nhiều văn ẩn, khi cầm trên tay thì cái ná này rất là độc đáo, nó rất là nhiều cái văn nhỏ, văn chỉ nhẹ ẩn ở bên trong cái này. Tiếp đến là T457. Đó, cây này là cái này khi mà nâu sậm ấy, gần như chuyển qua đen hết ấy. Cũng rất là nhiều cái nâu, cái phần văn ẩn ở bên trong. Những cái cây này càng ngắm những cái văn này ấy, chúng ta càng tưởng tượng giống như là một cái bức tranh tượng hình, giống như một bức tranh tượng hình rất là đẹp. T458, cây này thiết kế là giòn thôi. Ở những cái màu này là gần như là nó chuyển sang đen ấy. Cái này gọi là đen nhẹ rồi đấy, đen cánh gián ấy. Gần như hết cây luôn, rất là bóng. Anh em nhìn như thế này không thấy văn, nhưng chúng ta nhìn ở bằng mắt thường ở ngoài ánh sáng sẽ thấy rất là nhiều văn ở trên cái cây này. Rồi, cái cây cuối cùng trong cái lô ngày hôm nay, cái cây tôi cho là đẹp nhất, và tôi cố tình cho nó ở vị trí cuối cùng ở cái lô này, để những anh em nào kiên nhẫn xem đến cuối cùng có thể mua được một cây ná tôi cho là đẹp nhất trong cái lô này ngày hôm nay. Cây ná hoàn thiện đẹp nhất ngày hôm nay, đẹp về cái độ bóng cũng như về kích thước cũng như là màu sắc văn chỉ. Đó, cái cây này rất là đẹp, rất là nhiều màu. Cây này gần như gọi là cây ná này gần như là ngũ sắc ở trên mình của nó. Đó, anh em thấy cái phần giao thoa bên đây rất là nhiều màu. Đó, đặc tính của cây chắc là như thế, nó có những cái vị trí mà có giao thoa nhiều màu với nhau. Đó, như cây này là cây tôi cho là đẹp nhất trong cái lô ngày hôm nay, T459 nha anh em. Đó thì lô ná kết thúc ngày hôm nay với 12 cây. Đó thì anh em mua cây nào thì cứ đọc mã số. Đó, 260.000 đồng giá với nhau hết. Cây lớn cũng vậy mà cây nhỏ cũng vậy, giá chưa bao gồm tiền ship. Anh em nào mua hai ná chúng tôi bao ship, còn anh em nào muốn mua túi, mua thun thì có thể mua thêm nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong cái lô kế tiếp nha.